Bạn để các bạn em sẽ tìm hiểu về module trong trong Node.js. Thì module là gì? Module là tập hợp các phương thức, các hàm, chức năng mà các bạn có thể chia đưa vào phục vụ cho các dự án các bạn. Thì module có sẵn trong Node.js. Thì trong Node.js có cung cấp bạn một số module có sẵn như là như HTTP nè, S nè và một số cái nữa. Mình chỉ cần nhớ được hai cái này thôi. Cái nhất là cái này là HTTP, các bạn giúp bạn tạo một cái chủ. Còn FS này là giúp bạn thao tác với file trong cái chủ. Mà nó còn nhiều, các bạn có thể tự tìm hiểu thêm ha. Thì cũng có một số module nó được công khai trên internet, các bạn có thể tải về, mình sẽ hướng dẫn sau ha. Thì cách sử dụng module có sẵn thì các bạn chỉ cần dùng cái hàm require và cái tên module thôi. Ví dụ là một cái module HTTP đúng không? Vậy cần có các bạn đọc cái hàng hàng là ba test thì cũng được, nhưng mình thích đọc xài hàng hơn. Đó, cái request HTTP thì cái này các bạn mới có thể sử dụng cái phương thức là create server ha. Và các bạn mới chỉ được được cái khai bắt và cái bài cái bài cái tối số vào đúng không? Đó, cái này các bạn mới tạo được cái server từ cái thư viện này ha. Đó, đây là một ví dụ ha. Thì các bạn có thể viết như bình thường thế này đúng không? Giờ thử viết một trang động đi. Giờ mình có white header hết, các bạn đã 200, vậy đây là content type các bạn. Khi mà in ra cho người dùng á, mày test HTML đúng không? Thì sẽ HTML. Và cho đây là cái nội dung á, nội dung ấy là mình sẽ cho cái H1 đi. H1 là xin chào. Đây là một trang web rộng. Không? Và mình sẽ br trong đây có thể red chống white hết rồi, xem cái gì không? Như này các bạn có thể chạy bình thường, mình còn từ từ xe đi, mình chạy lại à. Như này sẽ hiện lên cái web view thôi. Cái này mình xài là cái led chứ không phải là cái máy máy bình thường thôi. Ồ, lại dưới đây header à, cái là do mình chưa không biết ha, cái chữ đầu ha. Đây là cái phương cái phương thức cho người dùng người ta tạo, chứ không phải là do cái hệ thống nó tạo nên nó phải nhạy cảm với trường hợp là viết hoa viết thường ha. Để nó hiện lên thôi, sẽ hiện lên cái web view các bạn xem nào. Thì xài cái Redis này các bạn khỏi phải tải, các bạn chỉ cần vô tạo cái project rồi các bạn ơi viết thì nó dễ rồi. Cho mình chạy nãy giờ nó không chạy ra, chạy lại à, nó lên rồi hả, kệ đi. Thì các bạn cũng mở tạo một cái module cho riêng bạn không, và được khá Xbox thì như là đây thế này, giờ mà mình có một cái module gì đó đi, như module là test chấm js đi, để tạo cái file để chấm js để mình đọc cái module đúng không? Thì mấy cái module này mình có hàm hello world rồi hello name đi, hello name à, trong đây đưa vào first name và last name. Thì cái hàm này giúp bạn in ra được cái phát em lá tem ví dụ nhập vào đi, cậy đi, mình chả biết kia cái hàm gì,
Để không? Thì trên này các bạn muốn tạo những cái hàm cái hàm chết tham đi, chết tham hàm này return về new test. Thì mình muốn cái module này nó export ra cái hàm mình vừa viết đúng không? Bây giờ đi chấp nhận mô từ export cái hello name và cái get time không đây như hướng dẫn bên đây mô từ export để mình xem coi ghi đúng như sao cho chắc nha. Đó cho chắc đó, trên này các bạn muốn sử dụng được cái module mình vừa viết đúng không? Vậy chỉ cần vào đây để mình xóa hết đi. Căn bản là cái nó ghé này cũng hoạt động được trên console ha. Control bây giờ reware nè. Giờ các bạn muốn ghi chữ test chấm dễ cũng được. Đây chấm sạc test chấm dễ cũng được. Mà bây giờ mình muốn xài cái hàm mình get time thì console log là để chống get time không em có đúng tên không á. Không giờ thì cái UTC để xem một cái số mẹ đó UTC lấy đi chạy thử coi nè. Đó thấy không, tức là các bạn người ta viết thành công được một cái module để nó nhận để nó lấy được cái thời gian đúng không? Bây giờ mình muốn xài cái hàm chết nem này control lock nè, thì cái hàm này nó không trả về cái gì đúng không, không trả về cái gì mình xài hưởng thế này để chấm hello nem không có khi này các bạn chạy lên rồi một cái gì này bật F phần hai thôi đó, khi này các bạn chạy lên đó. À, cái hàm nó chạy lâu nha. Tắt mở đi. Đó thấy không? Nó sẽ hiện ra cái tên cho bạn. Như cái chức năng trong cái hàm mình viết đúng không? Đúng không? Đây chỉ cần sử dụng module trong Xbox. Giờ các bạn muốn đưa cái gì ra cũng được. Đưa hai cái hàm này ra thì đưa ra. Nên điều vậy các bạn phải đưa được một class đúng không? Class này. Class hello world đi. Để tạo một class hello world đi. Đó. Đưa vào đây là first name. Last name. Wow. Cái hàm hello world này. Mình tiếp tiếp trong first name này. Bạn sẽ đưa tiếp trong first name bằng first name. Và tiếp trong last name. Bằng last name. Ở trong đây có một cái hàm get full name thì cái này thì tôi phải tiết chấm hết name cộng tiết chấm hết name thì này mình muốn đưa cái module export thì ra thì mình chỉ cần như sau thôi nó bình thường á module chấm export mà mình đưa cái class thôi qua không nhanh hơn lại trên này là mình muốn xài được cái coi mất thành công không có lỗi gì không lỗi ha. Như này là mình chỉ cần tạo một đối tượng từ cái class thôi với có hello mình tạo một cái hàng hello là new test chấm hello world đây đưa vào hai cái đó số là first name và last name như này cần cho log ra hello chấm get full name gì đó đúng không chạy lại à đó thấy không thì class cũng hệ tạo bình thường luôn các bạn có thể tạo được một cái module hoặc là một cái thư viện gì đó các bạn tự tạo ra. Ở đây cũng có một cái shortcut về cái vấn đề là test time thay vì các bạn module chấm mấy bot chạy gửi chẳng là module chấm test time này đó test time là các bạn function này
tại vì tôi về cái new test không được. Không đừng xin khỏi mà không bị sợ đã new test không được. Thì hay vì mà các bạn lại chữ test chấm còn mà hưởng trường hợp mà các bạn lại bỏ bỏ cái đường dẫn các bạn ghi chữ test được rồi. Coi cho lắp mà test chấm chấm test time này test time đó vậy lên nè. À nó không tìm thấy được cái module, tức là các bạn vẫn phải chấm phẩy cái này chấm như này test time is not function, tức là áo thành công đúng không? Cởi đi các bạn cứ như thế đây coi test time thì không nó không được. À export chứ mình nhầm, export chứ phải module ha, export time is not function. Nó lỗi gì vậy? Để tôi về. Đó, à, lấy bình thường rồi ha. Chắc do sao chính đã. Để chúng ta tìm hiểu xong cái module trong Node.js.